đi cơm mà cũng điều rồi con cho mẹ khu vực đó thì bây giờ nó dạ giờ mình chỉ có thể hình dung được ở thêm mình hình dung được cái gì mình cứ tả ra rồi mình cứ tìm ra được cái khu vực nó thôi chứ còn nó nằm bụng rồi nó nói là cái địa điểm thì tôi chưa dạ 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 rồi sau khi mà đó bị cục bây giờ nó hạ đúng rồi tôi có dạ vậy đó nó bây giờ nó cái hình ảnh quen với là một người dạ dạ em dâu thì sao cậu mà vâng dạ dạ không chúng tôi vẫn lo cho bác sĩ dạ thế thậm chí là có một người trong nhóm chúng tôi đó là còn lấy cái bóp của bác sĩ để là coi như là đưa về gia đình. Dạ. Dạ. Thế nhưng cơ mà đúng là cái tên của anh bạn đó tôi cũng không còn nhớ. Dạ dạ. Tôi cũng không còn nhớ nữa đúng không? Dạ. Có bác sĩ người lấy tên lấy cái bác sĩ Phấn rồi bác sĩ Tràng đi với lại cái đám đại khái là tai mắt của ai của Nguyễn vâng là của tỉnh tức là chứ còn chúng tôi thì không ông không ông Hoàng mới đi ông tôi, Hoàng Hoàng Trắng đi Phấn, ông Phấn ngồi chung phòng với tôi nè dạ dạ là tôi cũng không tài chuyện thì không nói gì hết là bởi vì tôi phải nói theo cái điều tôi hiểu nhớ thì chúng tôi không được đi chung này là hình như là các bác sĩ đi chung với là trung tâm dẫn dẫn là nằm sát bên gần nhà của lãnh đạo tỉnh giờ nên nhắc tôi mới nhớ tại vì thuốc nó bị kích thước nó bị kích thước vậy đúng không thì các bác thấy các bác sĩ thuận lợi hơn chúng tôi chỉ có một mình ông Khoan chắc tắt ra đúng rồi nhiều khi phải nắm tin tức và gặp cái đại bom đó khi mà nó đánh bom một cái thì mình theo phản ứng mình bung ra khỏi cái đó dạ thì dạ dạ thế rồi thì một người trong nhóm chúng tôi là tôi nhớ lắm mắng là đã giữ lại cái bóp của bác sĩ để đưa về cho gia đình mà không hiểu là người nào nó có thực hiện được không bà dạ mà là không. Người nào dạ nếu bây giờ mà không nói thì tôi cũng bây giờ bất kỳ giờ suy nghĩ á nhớ chắc tên được chứ dạ. Bất kỳ giờ suy nghĩ là nó hơi bị nước dạ. Nếu mà biết tin được thì biết